Nãy giờ thì chúng ta đã nghe rồi. Thì chúng tôi bây giờ xin mời quý vị hãy góp một chút tiếng vào trong một cái tiết mục này. Chúng ta khoan hát, chúng ta để dành giọng hát tí xíu sẽ mời quý vị hát. Bây giờ là trong khi chờ đợi Thụy My chuẩn bị thì chúng ta sẽ hò. Mình hò xong rồi mình hát xong rồi mình múa. Bảo đảm là hôm nay quý vị sẽ làm được cả ba cái chuyện đó nhá. Thì đầu tiên là hò, ai cũng biết đọc cái phẩm mà. Thì mời quý vị nhìn lên đây. Chúng ta sẽ thay vì câu đầu đó thì Thiên Hương sẽ sướng, quý vị hò. Xong rồi câu thứ nhì đó thì bên phải mình sướng, bên trái mình hò. Để coi bên nào mình mạnh hơn bên nào nhá. Bây giờ như vậy. Quý vị ơi, nhưng mà hò bằng tiếng Bắc nghe nó kỳ lắm. Cho em hò tiếng Nam nha. Okay. Bây giờ mình khi mà mình hò mình sẽ hò như thế này, mọi người sẽ đáp như thế này nha. Tóc tóc từ đây. Hò lơ. Hò lơ, hò lơ, lắng tai nghe tiếng ai đang hò lơ. Hò lơ, hò lơ, một lần nữa. Hò lơ, hò lơ, lắng tai nghe tiếng ai đang hò lơ. Hò lơ, hò lơ. Trên quê hương nhỏ của Tuấn Khanh với tiếng hát và tiếng đàn của Thụy My from San Diego. Xin chào tất cả quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lại vỗ tay mà cười buồn mắt lâu lo. Okay.